Xuân Hồng Vy sẽ là người bạn đồng hành cùng với em. Xin cảm ơn. Tên gì? Em tên Toàn. Rồi bây giờ thì Toàn cho biết là Toàn đã làm gì nha? Vừa học xong. Vừa học xong, có nghĩa là đã tốt nghiệp đại học rồi đúng không? Lớp 12 hả? À, vâng, bây giờ anh có chọn được cái trường nào cho tương lai không? Rồi. À, trường gì? Đi du học. À, đi du học. Cái nước nào anh chọn là cái nước đi du học? Nhật. Nhật. Ồ, vậy hả? Vậy thì bây giờ như thế này, em có thích chơi thể thao mà được không? Có. Thể thao mà một môn em chưa thích là môn gì? Đá bóng á. Đá bóng. À, vậy thì chắc là người rất là mê Văn Quyến và những cầu thủ khác luôn. Rồi, vậy thì bây giờ thì xin mời em sẽ dùng thử nước La Vi nha. Em dùng nhiệt tình quá. Em dùng quá nhiệt tình. Rồi bây giờ thì mình đã uống thêm một hớp nữa đi. Để cho cần hoa. Có đã khác không? Rồi bây giờ thì cái hương vị như thế nào? Rất là thơm dưa. Rất sảng khoái không? Đã đã lắm. Đã lắm đúng không? Và càng đã hơn nếu như nước chai nước La Vi mà được tương tặng nữa. Đúng không ạ? Vâng. Vâng, vậy thì em có chọn nước La Vi sẽ là người bạn đồng hành với em không? Có.